Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Âm Thanh Vàng. Trong chương trình video clip hôm nay, tôi sẽ test để giới thiệu đến các bạn một bộ nghe nhạc chuyên nghiệp gồm những thiết bị sau đây. Các bạn đang nhìn thấy trước mắt là cặp loa JBL 100 Century tiếp chéo của Mỹ. Dòng loa đã rất nổi tiếng và phổ biến ở trong những gia đình nghe nhạc ở Việt Nam chúng ta. Cặp loa này sử dụng 3 đường tiếng vật liệu giấy, bát giấy trung giấy chép giấy, một bát 30. Như vậy tổng thể 3 driver của nó đều sử dụng vật liệu giấy, chắc chắn sẽ giữ được sự ấm áp trong sáng mộc mạc vốn có của vật liệu giấy mà các vật liệu khác rất khó có được. Các bạn nhìn thấy tôi đang sử dụng một chiếc âm ly được người ta đánh giá là bảng A, tức là những dòng âm ly thuốc độc đánh với những dòng loa như thế này. Các bạn nhìn thấy đó chính là âm ly Luman 309V. Nếu như các bạn đang có các dòng âm ly Luman 55A, 68A, 58A, các dòng 80V, 85V đều có thể đánh rất tốt với những dòng JB như thế này. Và người ta hay sử dụng âm ly dòng V, đặc biệt là 309V như thế này để đánh vào các dòng Luman để đảm bảo các yếu tố. Một là nó giữ được sự trong sáng mộc mạc vốn có của các dòng loa JB, và thêm vào đó nó sẽ đem lại âm thanh vốn trong sáng, tức là trong trẻo tinh tế của dòng Luman. Và một điều lưu ý mà tôi muốn nói đó là tiếng bass của nó rất là lực và sâu. Đây chính là cái ưu điểm lớn mà nhiều người hay sử dụng dòng 309V này để đánh vào các dòng JB, và đặc biệt là JBL 100 Century. Các bạn nhìn thấy ở phía dưới là chiếc đầu CD Denon 1650GL. Đây là một trong những dòng đầu CD có hồi gỗ rất là đẹp mắt và dùng điều khiển từ xa rất là tiện. Thì cả âm ly và CD đều sử dụng nguồn điện 100. Các bạn thân mến, cặp loa tuyệt đẹp này như các bạn biết, trên thị trường hiện nay thì anh em bán với nhiều mức giá khác nhau. Tuy nhiên thì tôi để cho các bạn mức giá ổn định. Cặp loa tuyệt đẹp này có giá 32. Châm ly này thì có giá dưới 30, còn đầu CD thì có giá nhỉnh hơn 10 triệu một chút. Ở thời điểm tôi làm video này thì tổng thể nhiều sản phẩm thì cũng không nhớ được giá nhất thời. Thì các bạn vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số điện thoại đang hiển thị bên góc tay phải ở phía trên màn hình thì các bạn sẽ biết thêm chi tiết. Và các bạn nhớ là tất cả những sản phẩm từ nay đến 15 dặm đều để cho các bạn mức giá ưu đãi chào xuân tân sửu. Các bạn có nhu cầu về sửa chữa các thiết bị audio, hãy gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo dịch vụ số điện thoại hiển thị ở phía dưới. Các bạn thân mến, bây giờ thì các bạn đeo tai phone, nếu như có tai phone hãy đeo tai phone vào, chúng ta cùng nghe một bản test của tôi trên cặp loa JBL 100 Century tiếp chéo có giá 32 kết hợp với âm ly Luman 309V có giá dưới 30. Sân nhà tôi một chiều nàng thấy tôi nhìn vui nghiêng non che miệng hé môi cười chiều vàng dần tàn ánh nắng lấp lánh như đùa mái tóc buông lơ áo tim phấn khởi đi khuất chợt đến nghe buồn tâm tư buồn lẻ loi biết khi yêu thương là chuốt lấy đoạn đường cay đắng vẫn vui tôi chân thành chút hết tình yêu cho cho nàng
mình chim đua hót, hoa bướm chung niềm bàng hoàng vì thấy ai cười trong tiếng pháo. Ôi mộng